Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, Minh Hùng Review. Đây là Realme 10 Pro Plus. Đợt trước thì mình cũng đã có một cái clip đập hộp em Realme 10 Pro Plus này rồi. Và cái câu hỏi anh em đặt ra nhiều nhất là hiệu năng con này ra sao? Dimensity 1080 có thật sự là ngon trong tầm tiền hay không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp hết cho các bạn nhé. Để xem là Dimensity 1080 thì làm ăn như nào, hiệu năng ra sao, trải nghiệm game có mát hay không thì ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn. Nhưng mà đương nhiên rồi, con này thì nếu các bạn muốn mua thì chỉ có thể mua được online thôi. Và nó sẽ được bán ở trên Shopee này, Lazada này, hoặc là một vài cửa hàng offline. Nhưng mà muốn mua rẻ nhất ấy, thì cũng là nên mua ở trên Shopee nha. Con này mình mua ở trên Shopee, giá của nó khoảng tầm là 4.1-4.2 triệu. Thì nếu anh em cố gắng căn xe mà mua thì sẽ có những cái voucher 10-20% đó kiểu như thế. Thì giảm tối đa được cả triệu bạc cơ, rẻ hơn cực kỳ nhiều nhá. Đường link ở ngay bên dưới. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau nói đến về con Realme 10 Pro Plus này. Đầu tiên là về những thông số cấu hình của nó thì gần như anh em cũng đã nắm rõ hết cả rồi. Thì nó là màn hình AMOLED cong 120Hz, rất sướng này. Rồi tần số quét cũng là cao này. Hiệu năng thì con chip Dimensity 1080, RAM 8 256GB. Thực sự phải nói rằng là quả 8256 và con chip Dimensity 1080 thì gần như là vô đối trong tầm giá rồi. Loa kép gần như là tất cả mọi thứ đều có. Còn về cái phần điều kiện test trong cái video này thì mình sẽ bật ở âm lượng và độ sáng 80%, nhiệt độ phòng khoảng tầm 26 độ. Về số điểm Geekbench đi, thì với con Realme 10 Pro Plus này, cái số điểm Geekbench của nó mình đánh giá cũng ở cái mức là cơ bản. Tức là các bạn sẽ có khoảng tầm gần 1.000 điểm đơn nhân và các bạn sẽ có khoảng tầm là 2.003 điểm đa nhân. Trong đó thì AnTuTu nó sẽ rơi khoảng tầm là 526.000. Thì nếu như chúng ta lấy số điểm này để so sánh với lại những con chip Snap hoặc con chip Helio đồ ấy, thì con này nó sẽ nhỉnh hơn so với con chip Helio G99. Nó sẽ nhỉnh hơn so với con chip Dimensity 810, Dimensity 700 là đứt đuôi rồi. Và nếu mà so với con chip Dimensity thì nó cũng ngang ngửa với con Dimensity 910 ấy, tầm đó. So với Snap ấy, thì con này chắc chắn là hơn hẳn Snap gần 680-685, hơn so với Snap gần 695 5G một tẹo. Và nếu so sánh hiệu năng thì nó cũng phải gần ngang ngửa với con chip Snapdragon 778G và một vài con chip khác. Rồi, còn đến với tựa game mà mình test ấy, thì mình sẽ test ở với 1, 2, 3, 4 tựa game, 4, 5 tựa game gì đó với con là Dimensity 1080 này. Đầu tiên là tựa game Liên Quân thì con này vẫn là max setting ảo ảo các bạn ạ. Và rất tiếc là con này không tối ưu hóa, không bật được độ phân giải là HD. Tuy nhiên thì mình thấy chơi cũng ngon rồi. Chơi từ đầu trận tới cuối trận các bạn thấy cái FPS của nó này thẳng một mạch luôn. Nói chung là chơi game Liên Quân quá sướng. Cho dù combat lớn, combat nhỏ gì thì nó cũng rất là ngon và FPS thẳng tắp. FPS trung bình 60.2 thì gần như là không có một cái gì để có thể chê được cái con gọi là con game Liên Quân này. Còn đến với tựa game tốc chiến ấy, thì nó có thể chơi được ở hai mức, đó là 120fps và 60fps. Lần 1 ấy, thì mình bật ở 120fps, tuy nhiên không lên được 120fps nha các bạn, mà nó chỉ lấp ở cái mức là 60 mà thôi. Nói chung là về cái độ mượt, độ ổn định của nó thì chẳng khác gì 60 cả. Có một vấn đề ở đây là nó bị giới hạn đồ họa, chất lượng đồ họa và độ phân giải hiệu ứng bị giảm đi khá nhiều. Nên là mình khuyên các bạn là nếu có chơi ấy, thì đừng có chơi ở mức là 120fps trên những con máy có cấu hình tầm gọi là tầm rẻ và vừa, giống như tầm trung. Tại vì cơ bản là chúng ta không có thể tận dụng được hết màn hình 120Hz và cũng không thể nào mà lên được 120Hz một cách ngon lành. FPS trung bình mình chơi ở cái mức này sẽ là 59.9, tức là nói chơi 120fps mà chẳng khác gì 60fps luôn. Tiếp lần 2 thì mình hạ đồ họa xuống 60 thì nó vẫn ổn định, nó vẫn gọi là tất cả mọi thứ của nó y xì đúc thế lúc mà mình chơi 120fps luôn. Đó, chơi một trận thì bắt đầu chơi trận tiếp theo thì 20 phút thì nó có drop một chút xíu, nhưng mà nó chỉ drop 1-2 phút thôi à. Và FPS trung bình của tựa game tốc chiến thì nó luôn loanh quanh ở mức 59.8 ở cả hai tựa game. Và máy chơi rất là mát, không hề bị nóng. Nói chung là với quả game nhẹ như là Liên Quân và tốc chiến nha, em này mình khẳng định là nó có thể chơi tốt được khoảng tầm là 2-3 năm tới. Còn với tựa game PUBG thì em này có thể bật được ở mức là mượt cộng với 60. Ngon nha. So với những con như là Snapdragon 695 này và một vài con máy khác thì con này nó đã hơn hẳn rồi đó. Và mắc là có thể bật được HDR cộng với 40fps. Nói chung là chơi khá là mượt, từ đầu tới cuối thì drop FPS cũng có diễn ra nhưng mà diễn ra chỉ có một vài tích tắc thôi. Nó drop sâu nhất là xuống khoảng tầm 40fps, gây khựng nhẹ một chút xíu nhưng không gây ảnh hưởng gì tới quá trình chơi game cả. Nói chung là trải nghiệm về phần tổng thể của nó thì vẫn quá là ổn. Tốc độ khi mà mình thao tác, mình kiểu chạy xe, quay người ra này, rồi mình combat các thứ là rất
rất là ổn định, không bị giật cục gì nhiều. Đó, chơi 3 ngón thì lâu lâu là bị mít chỗ màn hình cong xíu. Do mọi người phải hiểu rằng là chơi 3 ngón, 4 ngón ấy, thì khi mà chúng ta vuốt vuốt ở phía trên này này, nhiều khi nó không nhận do cái màn hình cong, nhiều khi mà chúng ta cảm ứng lúc được lúc không. Nói chung là cái nói là cảm ứng lúc được lúc không, nhưng mà lâu lâu nó bị mít một lần thôi. Ok, còn về FPS ấy, thì FPS trung bình của nó là 59.6. Nói chung là với 4 củ khoai mà anh em chơi gọi là chơi PUBG mà được 59.6 FPS thì quá tuyệt vời rồi. Còn với Genshin Impact thì em này mình nghĩ là chơi ở mức chữa cháy thôi. Và đúng như vậy, mình chơi ở mức là cực thấp cộng với 60 FPS. Mượt thì đương nhiên là không quá mượt, nhưng mà không tới nỗi là quá lag. Tại vì nếu mà lag thì những anh em mà chạy con chip Helio G88, Helio G99 chơi Genshin Impact thì có làm sao mà chơi được, đúng không? Thì em này là vẫn có thể chơi được. Tuy nhiên nếu chơi ở mức là 60 FPS thì nó drop vô cùng tận luôn. Nó drop từ 60 xuống vào tầm 50, 40, 3 mấy, 2 mấy có. Và FPS trung bình mình nghĩ rằng là nó sẽ loanh quanh khoảng tầm trên dưới 30. Và FPS trung bình game khi mà mình đo được bằng phần mềm PerDoc là nó sẽ khoảng tầm là 37.7 FPS các bạn ạ. Nói chung là nhìn vào cái biểu đồ này thì các bạn cũng tự hiểu là nó như ngon như thế nào, nó lag ra sao rồi. Mình không khuyên các bạn là mua con này để chơi Genshin đâu. Còn nếu mà có chơi thì nên chơi ở mức là 30 FPS thôi, chứ còn chơi ở mức là 60 FPS thì mình cũng lạnh luôn. Rồi, tiếp theo là đến với về phần nhiệt độ thì sau một tiếng chơi game, con này rất mát nha. Con chip Dimensity 1080 đây là cái điểm gần như là mạnh nhất của em nó. Rất mát, nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm 40-41 độ ở cả mặt trước và cả mặt sau thôi. Đó, và trải nghiệm cầm nắm con này là không hề nóng và không hề gây khó chịu. Được cái nữa là cái trọng lượng của em máy này nó rất là nhẹ. Và chúng ta trải nghiệm cái màn hình cực kỳ phê luôn. Nên là cảm giác cầm nắm và sử dụng trong thời gian dài để mà chơi game, rồi những cái đường cong ở trên em này khi mà mình cầm, mình lấy cái tay mình tựa vào, nó không hề để lại cái hằn. Đó, nó không hề gây đau tai, khó chịu. Nên là với em này thì thực sự là về phần chơi game, cảm giác cầm nắm mình đánh giá rất tốt. Còn về pin ấy, thì em này có thể sử dụng được khoảng tầm là 7-8 tiếng. Sử dụng được là sử dụng đa tác vụ. Còn chơi game thì em này khoảng tầm hơn 5 tiếng một chút. Nói chung là vẫn quá ổn với một em máy trong tầm tiền như thế này. Và về sạc 6-7W thì em này sẽ sạc khoảng tầm là hơn 40 phút đến gần 50 phút sẽ là sạc đầy. Nói chung là gần như là không có gì để chê. Còn về trải nghiệm hàng ngày thì các bạn cứ yên tâm đi, với con Realme này đã được up lên phiên bản ROM quốc tế rồi, nên là không có bị khóa mạng đâu. Và cũng như là chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn ứng dụng bình thường. Đa nhiệm các thứ thì với 8GB RAM anh em đa nhiệm bẹt nhè đi, không cần lo đến cái vấn đề là bị kiểu như là tố hóa kém, đa nhiệm kém đâu. Realme lên bản mới Android 13 thì gần như là hết cái phần đấy rồi. Đó, giao diện sử dụng rất là mượt mà, ổn định. Đấy, phần mềm Facebook các thứ dùng rất là ngon. Về cơ bản là giao diện của Realme Oppo OnePlus, thực ra cái nhân bên trong của nó là một, chẳng qua nó chỉ là khác về cái áo bên ngoài thôi. Nên là nói về độ mượt, độ nhạy của nó thì ngon đấy các bạn ạ. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau review về Realme 10 Pro Plus. Và với em Realme 10 Pro Plus ấy, thì mình xin khẳng định luôn là tầm giá này nó cực kỳ ngon, cực kỳ xứng đáng. Đương nhiên là nếu so sánh với một vài đối thủ trong tầm giá thì có thể là có hiệu năng tốt hơn, nhưng mà bù lại các bạn thấy không ạ, màn hình này, đó, trải nghiệm này, tất cả mọi thứ thì con này nó đồng đều hơn nhiều, nó ngon hơn nhiều. Ok, anh em nghĩ sao về Realme 10 Pro Plus? Đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nói chung là quá ngon.